từ rất là xa về, từ tận Phú Thọ đúng không? À, em tên là gì nhỉ? Em chào cô Vân, em tên là Huệ, đến từ Phú Thọ. Ừ, thấy bảo là đi phải bắt chuyến xe từ những 2 giờ sáng đúng không? Vâng, đi từ 2 giờ sáng, 6 giờ đi xuống đến đây ạ. Ừ, cái động lực nào mà để cho thức từ 2 giờ sáng để ngày khăn gói khoảng lúc về Hà Nội này, này. Em thì đến nhà khoa thì bác sĩ bảo là để nhổ cổ đi răng để được đẩy vào thì em không cần can thiệp đi khoa, nhưng mà em nhờ đến Facebook của cô và em tìm hiểu thêm và hôm nay em có động lực để em đến nhờ cô. Nhưng mà nha khoa thì nha sĩ bảo nhổ mấy cái răng, răng nào, bốn cái là bốn cái nào? Bốn cái răng cửa. Bốn cái răng cửa luôn để về coi như là làm lại răng mới. Vâng ạ. Để trồng răng mới vào. Vâng. Cười to xem nào. À, thì hai bên này nó bị óp vào. Hai bên nó bị óp vào. Mà lại còn khớp khểnh. Hàm nó cũng bị đẩy vào trong, há to xem này, nhìn cả dưới. Ở dưới thì bên này nó bị cúp vào, bên này bị xoải ra. Ở dưới, hàm dưới nó cũng bị đưa ra này, chĩa ra, mà hàm trên cũng vậy, cũng đưa ra như này, thành ra là mà cái này dài ra, ngắn mà gợi bên lên xong lại cúp vào. Thế là thế sao không nhổ? Nhổ trước là cậu đã nhổ bị răng bị sâu ấy hả? Em bị sâu nhổ nhưng bị chảy máu nhiều không cầm cái này. Thế là sợ bây giờ mà lại nhổ một cái nó lại chặt cầm, thế bây giờ nhổ bốn cái thì sợ làm sao đúng không? Vâng đúng rồi. Thế xong là như nào mà quyết định đi về đây qua Facebook này là em qua Facebook của cô cái và qua Excel, qua những video cô đăng lên thì hôm nay nhân dịp Lan tháng 7 thì cô mở lớp thì em về tham dự lớp của cô và để cô thay đổi khuôn mặt của mình. À, thì ngoài cái việc cái răng nó bị như thế này rồi thì bảo khi gầy hai cái gò má sao? Hai cái gò má cao lên ạ. Thế xong mọi người bảo hào. Vừa nãy kể ra sao? Nghe thì hại quá rồi. Thế nào bảo rồi thì quyết định nhân dịp mùa Vu Lan này có lớp tặng miễn phí thì về để học thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe, và đồng thời là nhân tiện là chỉnh sửa luôn xem có xinh đẹp hơn đúng không? Đúng không? Em muốn nhờ tay cô Vân là về để xinh đẹp hơn lên. Và lúc nãy nghe em kể là trước đây bị ngã như thế nào? Em là hôm em bị ngã đập đầu thành, có thể nói bỏ hơn tí được không? Em bị ngã nó bị đập đầu thì mới bật đấy. Cành đó hả? Vâng, em bị cành đầu thì xong em bị đau đầu thì hơn 2 tháng không có cỏ. Sờ lúc đấy nó, lúc đấy nó có thấy cục cục lên không? Sưng và đau không? Sưng nhưng mà kiểu nó đập vào cái xương như thế này. Ờ. Thế rồi 2 tháng sau thì em không biết chụp cái hình mà em thấy đau đầu không chịu được về xong rồi là ở nhà cứ loay hoay nghĩ hết cái giọng cái kia phải nói hôm em mới chịu nhớ em bảo không đi đủ cách là cây có cổ có tường. Bài lăn cán một, kê đầu vào tường. Kê đầu vào tường, em lăn thì từ lăn nhẹ nhàng. Em lăn nhẹ nhàng thì em đến ngày thứ 3 thì bắt đầu lành nhất thì em thấy giảm. Có khi em đứng lên ngồi xuống em cũng buồn nôn khó chịu. Còn đến ngày thứ nhất thì em thấy giảm giảm. Đến ngày thứ 2 thì em lăn thì thấy nó hay. Đến ngày thứ 3 lăn xong thì rồi nó không đau, em quên luôn. Có nghĩa là không lăn nữa. Nghĩa là hết đau rồi là thôi không lăn nữa. Nó hết đau đầu rồi thì mình chẳng quên, mình chẳng nhớ là mình đau đầu nữa không. À, coi như là nó êm đây là sướng đúng không? Em làm ngay nhân tiện này là về đây để vừa học để vừa làm thêm thôi. Thế thì chị nó cũng rất là chúc mừng em vì đã từ xa xôi thế nhưng mình vẫn vượt qua mấy chục cây số để mình về đến 96 Lạc Trung. Bởi vì là mặc dù đây là cái lớp gọi là lớp cơ bản để tặng cho cộng đồng nhân mùa Vu Lan, nhưng mà với những cái chương trình này thì nó đã giúp được rất nhiều người mà thoát khỏi những cái căn bệnh này từ rất lâu rồi mình đeo nặng. Đấy, thì ngay như một cái bài chỉ cất từ đơn giản lăn cái đầu như thế mà đã hút bước chân của Huệ đến với trung tâm. Nhiều khi mà bị tắc cái cổ hay là mình làm em quản béo cuộn đúng không? Quản béo cuộn nó bị cứng hai đây này, em quản béo này đúng không? Quản béo cuộn thế là thế thì đỡ ngồi.
em. Bởi vì từ xa đến đây, khi mà em đến là vẫn còn đang say xe, nằm đó. Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay thì coi như là trước đây đã từng ngã đau như thế rồi, giờ vẫn mất chút thời gian về đây. Thì ngày hôm nay thì Vân Hương sẽ tặng cho bạn một cái buổi để nắm chỉnh là đẹp khuôn mặt miễn phí, tặng miễn phí ngày hôm nay để thấy là cái khuôn mặt mình sẽ được thay đổi như thế nào, và mình cảm thấy là khi cái đầu của mình lại được chỉnh sửa một cách là nó có đầy đủ cái từng cái công đoạn từng bước, thì mình sẽ thấy khác như nào, mình thấy nhẹ nhõm ra làm sao, và mình thấy cái khuôn mặt của mình được thay đổi như nào để càng thấy là yêu đời hơn, hiểu không? Nó không phải lo là phải đi nhổ mất 4 cái răng nữa. Cô nhờ bàn tay vàng của cô để thay đổi vàng ấy, bà chưa biết, nhưng bây giờ cứ để làm cái đó nhá.